Thầy Mười bay màu và Manchester United, đội bóng tôi yêu, lại một lần nữa sẽ phải đi trên hành trình cả thập kỷ vừa qua. Đó là tìm một nơi để gửi gắm niềm tin nhuộm đỏ trời Âu một lần nữa. Ruben Amorim, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mới chỉ 39 tuổi, sắp trở thành cái tên được kỳ vọng là sẽ vực dậy Manchester United trong cơn bi kịch. Theo Fabrizio Romano, quyết định này được đưa ra khi mà Quỷ Đỏ chấp nhận chi 10 triệu euro để giải phóng hợp đồng của ông với Sporting Lisbon, đội bóng đã được Amorim dẫn dắt với hàng loạt thành công vang dội trong thời gian ngắn. Đây là một canh bạc táo bạo nhưng hứa hẹn khi Amorim là người được ví như một nghệ sĩ của bóng đá Bồ Đào Nha với sự linh hoạt và phong cách hiện đại. Nói chung thì với một triều đại mới tại Manchester United sẽ vẫn luôn có những sự hào hứng trên truyền thông. Nhưng mà nếu thực sự quan tâm đến đội bóng, có lẽ đôi khi chúng ta cũng phải tém tém lại một chút. Sinh ra và lớn lên trong lòng bóng đá Bồ Đào Nha, Amorim được mệnh danh là một chiến lược gia có phong cách đột phá và tư duy đổi mới. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, Amorim đã chứng minh mình là một nhà cầm quân có tầm nhìn chiến lược và không sợ thử thách. Khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại đội bóng nhỏ Casapia, ông nhanh chóng tạo ấn tượng bằng việc áp dụng sơ đồ 3-4-3, hệ thống chiến thuật đã gắn bó với ông từ đó. Khả năng tối ưu hóa đội hình này là một phần của lối chơi hiện đại mà ông muốn xây dựng và chính sự kiên trì với triết lý này đã giúp ông nhanh chóng được chú ý. Sự nghiệp huấn luyện của ông thực sự bắt đầu thăng hoa khi ông đến SC Braga và rồi Sporting Lisbon, nơi mà tên tuổi của Ruben Amorim trở thành một biểu tượng đổi mới cho bóng đá Bồ Đào Nha. Chỉ mất có 13 trận để Amorim tạo ra được 10 chiến thắng, bao gồm thắng lợi trước Porto tại League Cup từ khi dẫn dắt Braga. Đó cũng chính là lý do khiến Sporting phải đầu tư 10 triệu euro vào năm 2020 để giải phóng hợp đồng và đem ông về với đội bóng. Khi về dẫn dắt Sporting Lisbon vào năm 2020, Amorim đã làm nên điều kỳ diệu. Ông chỉ mới tiếp quản đội bóng trong thời gian ngắn, nhưng ngay lập tức mang lại những thay đổi lớn, từ lối chơi cho đến tinh thần của các cầu thủ. Ở đây thì ông phải đối mặt với những thách thức. Bầu không khí xung quanh Sporting thời điểm ấy đầy hỗn loạn sau vụ xâm nhập của một nhóm cổ động viên vào sân tập và tấn công các cầu thủ vào năm 2018. Nhiều cầu thủ trụ cột như là Rui Patricio, William Carvalho đã rời đội và Sporting Lisbon rơi vào tình cảnh khó khăn. Thế nhưng chỉ 3 năm sau, dưới sự dẫn dắt của Amorim, Sporting không chỉ kết thúc cơn khát danh hiệu kéo dài gần 2 thập kỷ mà còn trở thành một thế lực lớn trở lại, chấm dứt sự thống trị của FC Porto và Benfica tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Và ngay trong mùa trọn vẹn đầu tiên 2020-21, sau 19 năm trời, thì Sporting đã vô địch với 85 điểm sau 34 vòng và chỉ phải đón nhận một thất bại. Năm ngoái thì Amorim cũng tiếp tục cùng với Sporting lên ngôi một lần nữa với 10 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Benfica và với 9 chiến thắng liên tiếp kể từ đầu mùa trong giải đấu năm nay. Nếu như không có thương vụ này, khả năng cao là Sporting của Amorim sẽ tiếp tục thống trị đấu trường quốc nội. Amorim đã tạo dựng một phong cách bóng đá riêng và đó là lý do Manchester United hướng đến ông để thay thế Erik ten Hag. Đội hình 3-4-3 là phương thức giúp ông phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ. Với việc sử dụng hai tiền vệ tấn công và một tiền đạo cắm, hệ thống này cho phép đội bóng kiểm soát tuyến giữa hiệu quả, đồng thời tạo ra sự linh hoạt ở phong cách triển khai. Những thay đổi này giúp Sporting trở nên mạnh mẽ ở cả khâu tấn công và phòng ngự. Đại khái là có một sự cân bằng lớn, minh chứng là số bàn thắng và số bàn thua đều đạt thành tích ấn tượng trong những mùa giải gần đây. Các hậu vệ cánh như là Nuno Mendes và Pedro Porro, những người sau này đã chuyển tới Paris Saint-Germain và Tottenham Hotspur đều có vai trò quan trọng trong cả hai bờ chiến tuyến. Và việc những hậu vệ cánh dâng cao quá vạch giữa sân cùng lúc khi đội nhà cầm bóng, nó đã chẳng còn là điều gì lạ lẫm trong triết lý của huấn luyện viên này nữa rồi. Rồi thì ở phía trên, những tiền vệ tấn công trong bộ ba tuyến đầu sẽ thường khai thác khoảng trống ở khu vực khe hở giữa hai khối của đối phương, hay còn gọi là between the lines. Đó là khi mà đội kiểm soát và muốn hướng bóng lên phía trên thật nhanh. Còn khi muốn triển khai bóng từ tuyến dưới, một nền tảng không thể thiếu đối với bất kỳ huấn luyện viên hiện đại nào, thì Amorim sẽ chuyển sơ đồ về dạng 4-2-2-2. Cấu trúc quen thuộc này thì nhiều đội bóng, ngay cả Erik ten Hag cũng áp dụng. Thế nên cách thể hiện thế nào mới là quan trọng, từ huấn luyện viên xuống tới cầu thủ và màn trình diễn. Điều này thì người hâm mộ sẽ còn phải chờ đã. Nói chung thì việc thay thế một huấn luyện viên trưởng trong giai đoạn nhạy cảm này của giải đấu, thượng tầng họ cũng sẽ phải xem xét đến thành tích, rồi thì đặc biệt là sự tương đồng trong triết lý. Ruben Amorim đảm bảo được khả năng có thể tiếp nối phong cách cùng thời điểm là định hình lại Manchester United ở những khía cạnh chưa làm tốt.
Tài năng của Amorim không chỉ nằm ở cách bố trí đội hình hay là xây dựng lối chơi. Ông được đánh giá cao vì khả năng quản lý phòng thay đồ và tạo động lực cho các cầu thủ. Điều mà ông đã từng học hỏi từ chính Jose Mourinho khi tham gia vào khóa thực tập ngắn hạn với người đặc biệt tại Manchester United vài năm trước. Mourinho từng nói về Amorim với sự tôn trọng đặc biệt, khẳng định rằng ông có khả năng dẫn dắt bất cứ đội bóng nào ở bất cứ giải đấu nào. Tôi nghĩ anh ấy có đủ điều kiện để có thể huấn luyện ở bất kỳ giải đấu nào và anh ấy có đủ điều kiện để có thể huấn luyện ở bất kỳ câu lạc bộ nào. Nhưng anh ấy đang ở một giải đấu tốt và anh ấy đang ở một câu lạc bộ lớn. Quyết định là của anh ấy và nó sẽ tùy thuộc vào các câu lạc bộ muốn anh ấy hay không. Để thuyết phục anh ấy bằng nhiều hay ít lý lẽ, điều rõ ràng từ phía tôi là tôi thích con người đó và tôi thích cách dẫn dắt, Jose Mourinho đã chia sẻ vào tháng 5. Được đào tạo từ một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Amorim đã phát triển phong cách riêng, tránh xa những màn trình diễn ồn ào trước truyền thông và luôn ghi nhận công lao của các cầu thủ. Cristiano Ronaldo, người đồng đội cũ của ông ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, từng mô tả Amorim là một nhà thơ trong cách thể hiện bản thân và truyền đạt chiến lược. Thời điểm này, Manchester United đang cần một nhà cầm quân có tầm nhìn rõ ràng và sẵn sàng làm mới đội bóng. Mặc dù Erik ten Hag đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng ông không duy trì được một lối chơi nhất quán và đã đánh mất niềm tin của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ trong một khoảng thời gian. Ten Hag từng được kỳ vọng sẽ áp dụng triết lý bóng đá theo vị trí đã thành công tại Ajax, nhưng thay vì kiên định với phong cách này, ông lại tỏ ra không dứt khoát. Sự mất phương hướng này khiến cho đội bóng thiếu đi một bản sắc thực sự, và đó là lý do vì sao Ruben Amorim được kỳ vọng sẽ mang đến sự ổn định và một triết lý rõ ràng cho Manchester United. Tuy nhiên, thử thách của Amorim tại Old Trafford sẽ là không hề nhỏ. Ông sẽ phải đối mặt với sức ép từ người hâm mộ và giới truyền thông, những người luôn đặt kỳ vọng cao ở đội bóng giàu truyền thống này. Manchester United hiện chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận đấu tại Europa League và kém đội xếp thứ 4 ở Premier League 7 điểm. Nhưng nếu có ai đó có khả năng vực dậy tinh thần và làm mới lại đội hình này, thì đó chính là Amorim. Thành công của ông tại Braga và sau đó là Sporting đã chứng minh rằng ông không ngại thách thức và biết cách đạt được thành công nhanh chóng. Và nhanh chóng đó thì cũng chính là một cụm từ có thể khiến bộ sậu của United cảm thấy cuốn hút ngay lập tức. Có không ít các cầu thủ cũ của Sporting Lisbon vẫn nhớ về sự kỷ luật và tinh thần chiến đấu mà Amorim đã mang lại. Những ngôi sao như Sebastian Coates, Gonçalo Inacio và Pedro Goncalves đã trở thành những nhân tố quan trọng giúp Sporting bảo vệ thành công danh hiệu và duy trì phong độ ổn định. Mùa giải vừa rồi, đội bóng của ông đã ghi tới 96 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 29 bàn, một thành tích đáng nể. Sự có mặt của các tân binh như là Victor Gyökeres, người từng ghi được 36 bàn trong 39 trận ở mùa giải trước, càng giúp Amorim củng cố lối chơi tấn công mạnh mẽ và đầy tốc độ. Có nguồn tin cho rằng, chân sút từng được Arsenal quan tâm này sẽ có tên trong phiên chuyển nhượng mùa đông. Nhưng quyết định chính thức về Amorim trước mắt thì cứ phải chờ xem sao đã. Với sự ủng hộ từ Sir Jim Ratcliffe và ba lãnh đạo của đội bóng, Amorim sẽ có cơ hội phát huy tối đa tài năng của mình. Hơn nữa, sự linh hoạt trong chiến thuật, khả năng đọc trận đấu nhạy bén và triết lý bóng đá rõ ràng của ông sẽ giúp Manchester United tìm lại bản sắc đặc trưng và sức mạnh vốn có. Tương lai của Manchester United dưới thời Ruben Amorim có thể sẽ khác biệt hoàn toàn so với những gì mà người hâm mộ đã thấy trong vài năm qua. Điều quan trọng là Ruben Amorim không chỉ là một chiến lược gia giỏi, mà còn là một người truyền cảm hứng, một nhân vật có thể mang lại hy vọng và khơi dậy sự tự tin trong các cầu thủ của mình. Manchester United đã có một quyết định táo bạo, và giờ đây thì tất cả chỉ còn là chờ xem liệu người nghệ sĩ từ Bồ Đào Nha có thể viết nên một chương mới, thành công và rực rỡ cho câu chuyện của Quỷ Đỏ hay không mà thôi.